ngày 24 tháng 10 năm 2023, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre, Quỹ ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh, tổ chức lễ bàn giao 40 căn nhà gồm 29 nhà tình nghĩa, 11 nhà tình thương và 2 xe cứu thương trị giá khoảng 1 tỷ đồng một xe cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách và Trung tâm Y tế huyện Thành Phú trang thiết bị y tế, giáo dục, tổng trị giá 5 tỷ đồng. 40 căn nhà tình nghĩa, tình thương được phân bổ như sau: 4 căn tại huyện Ba Tri, 4 căn tại huyện Mỏ Cày Nam, 4 căn tại huyện Mỏ Cày Bắc, 5 căn tại huyện Thạnh Phú, 3 căn tại huyện Chợ Lách, 7 căn tại huyện Châu Thành, 6 căn tại huyện Dòng Trơm, 4 căn tại huyện Bình Đại và 3 căn tại thành phố Bến Tre. Trong quá trình triển khai xây dựng, có một trường hợp nhường xuất hỗ trợ cho hộ bức xúc về nhà ở hơn và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận thay đổi. Một trường hợp do họ hàng, người thân chưa thống nhất được vị trí xây dựng nhà, và đã được Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quế Sơn tích cực vận động, căn nhà này sẽ tổ chức khởi công xây dựng trong tháng 10 năm 2023. 39 căn nhà có diện tích trung bình khoảng 47 m2 một căn, chất lượng nhà đảm bảo đạt 4 cứng theo quy định, chi phí trung bình cho mỗi căn nhà khoảng 70 triệu đồng một căn. Tổng chi phí xây dựng 40 căn nhà khoảng 2,8 tỷ đồng, trong đó Agribank chi nhánh tỉnh chi nhánh các quyện, thành phố và đồng khởi, tài trợ 2 tỷ đồng. Số còn lại do gia đình, bà con lối sớm và các hộ gia đình thụ hưởng góp thêm. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Aribank chi nhánh tỉnh Vũ Hồng Dụ cho biết, từ năm 2017 đến nay, Aribank chi nhánh tỉnh đã tài trợ hơn 47 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Riêng trong năm 2023, đến thời điểm này, Aribank chi nhánh tỉnh đã dành 7,3 tỷ đồng để tài trợ an sinh xã hội. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trao tặng bằng khen cho 18 tập thể và cá nhân đã tích cực ủng hộ vật chất cho công tác an sinh xã hội tại tỉnh năm 2023.